Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp bị giảm, thậm chí không có thêm đơn hàng do ảnh hưởng từ biến động kinh tế thế giới, nhất là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải sa thải bớt lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc thông báo nghỉ Tết sớm. Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại 44 tỉnh thành phố đã có hơn 1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, với khoảng 500.000 người lao động bị ảnh hưởng. Tình trạng này đang gây khó khăn cho người lao động khi thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong chương trình Góc chuyên gia hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cùng bàn luận về vấn đề này. Xin chào bà Hồ Thị Kim Ngân, cảm ơn bà đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào MC và xin chào quý độc giả của báo điện tử VOV ạ. Thưa bà, là sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19 thì tưởng chừng như là cái thời điểm cuối năm nay các doanh nghiệp sẽ có một cái cơ hội để phục hồi và phát triển. Thế nhưng lại tiếp tục gặp một cái cú sốc khác từ thị trường như là thiếu đơn hàng và người lao động thì bị mất việc. Bà nghĩ sao về thực trạng này ạ? Đúng là cái thông tin về việc là thiếu đơn hàng khiến cho người lao động bị giảm việc làm, bị giãn việc làm, thậm chí là có những người bị thôi việc và mất việc là những cái thông tin khiến cho chúng ta không khỏi lo lắng, đặc biệt là người lao động cũng sẽ cảm thấy bất an. Trong cái nền kinh tế thị trường thì những cái vấn đề về thay đổi việc làm hay là thôi việc, mất việc thì nó không còn xa lạ với người lao động. Tuy nhiên, mất việc trong cái thời điểm mà cận Tết cận kề thì nó khiến cho người lao động có rất là nhiều nỗi lo về việc là có một cái Tết đủ đầy hay không, có đủ tiền lương hay không, có tiền thưởng trong cả một năm cố gắng làm việc hay không, và những vấn đề như là con cái phải học hành rồi bố trí các cái công việc sau khi nghỉ Tết là những cái nỗi lo mà người lao động cảm thấy rất là lo lắng. Đặc biệt là có những người lao động chia sẻ rằng là họ có cái thời gian gắn bó với doanh nghiệp 27 năm công tác, nhưng mà đến lúc mà phải thôi việc thì họ cảm thấy như là họ bị bỏ rơi, họ cũng cảm thấy rất là lo lắng. Trước cái thực trạng đó thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như là Liên đoàn Lao động các địa phương thì đã có những cái giải pháp ra sao để hỗ trợ người lao động và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi việc làm cho người lao động vào cái dịp cuối năm như hiện nay ạ? Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng đã có cái kế hoạch chăm lo Tết từ rất là sớm, từ tháng 11 năm 2022 đã có cái kế hoạch chăm lo Tết, vừa là để hỗ trợ cho người lao động, vừa là để chăm lo cho người lao động có cái hoàn cảnh khó khăn, và những cái chính hỗ trợ như là dùng cái kinh phí tích lũy hoặc là trong năm của các cái cấp công đoàn để hỗ trợ cho người lao động từ 500 đến 1 triệu đồng, rồi tổ chức các cái phiên chợ Tết, các cái chương trình Tết sum vầy hay là ngày hội công nhân lao động để tổ chức các cái gian hàng không đồng hoặc là gian hàng giảm giá cho người lao động. Đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì có chỉ đạo các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở phải nắm chắc cái tình hình của doanh nghiệp, của tình hình người lao động, các cái phương án sử dụng của người lao động để kịp thời đối thoại rồi trao đổi với người lao động có các cái phương án làm sao giảm đến cái mức thấp nhất cái việc là cho người lao động bị thôi việc, mất việc, cố gắng là áp dụng các cái chính sách để người lao động có thể là có cái việc làm cũng như là có đủ tiền lương và tiền thưởng trong cái dịp cuối năm 2022 khi mà Tết đã gần đến. Chúng ta đã có những cái giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ người lao động. Tuy nhiên đây mới chỉ là những cái giải pháp mang tính trước mắt, và về lâu về dài thì theo bà chúng ta cần có những cái giải pháp gì để tạo ra cái việc làm bền vững cho người lao động cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp, và đặc biệt là tự thân các doanh nghiệp thì cũng cần phải có những cái hành động như thế nào để vượt qua cái giai đoạn khó khăn như hiện nay ạ? Có lẽ là những cái chính sách của công đoàn hay là những cái gói hỗ trợ 500 hay là 1 triệu thì nó cũng chỉ là những cái giải pháp tạm thời thôi. Nhưng mà cái vấn đề rất là quan trọng đấy là cái ổn định việc làm cho người lao động, một cái việc làm thỏa đáng để cho người lao động duy trì được cái công việc cũng như là có cái thu nhập ổn định. Cho nên nếu mà nói về giải pháp thì cái giải pháp đầu tiên đấy là chúng ta cũng phải tìm hiểu cái nguyên nhân của cái việc là đứt gãy cái chuỗi sản xuất, của cái việc giảm đơn hàng nó đến từ những cái khó khăn khách quan hay là có những cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng trực tiếp theo cái kế hoạch của doanh nghiệp nắm được về cái tình hình đơn hàng trong dịp cuối năm hay là đến tận sang năm 2023 để chúng ta có được những cái phương án kịp thời tư vấn cho người lao động, hỗ trợ cho người lao động để người ta lựa chọn cái việc là nghỉ Tết hay là cái việc là chuyển tìm công việc khác nó phù hợp hơn. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải
tính toán đến các cái chính sách an sinh xã hội, như là cái chính sách chúng ta đang có là chính sách bảo hiểm thất nghiệp, là một trong chính sách rất là có ý nghĩa đối với những cái trường hợp mà người lao động bị thôi việc hoặc là mất việc. Cái chính sách này thì đã phát huy cái tác dụng và ý nghĩa của nó trong cái thời điểm mà chúng ta bị Covid, dẫn đến là rất là nhiều người bị ảnh hưởng. Thì trong thời gian tới chúng ta cũng vẫn tiếp tục là làm sao đảm bảo hướng dẫn cho người lao động những cái thủ tục đơn giản để người ta có thể được hưởng cái gói hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp, ít nhất là cũng được 60% của cái tiền lương cho 6 tháng cuối cùng trước khi chúng ta đóng bảo hiểm thất nghiệp, và nếu mà ít thì được 3 tháng, còn nếu mà những người đóng thời gian dài thì có thể được là 12 tháng. Và nhưng mà về lâu dài thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng cần phải có những các cái chính sách nó dài hạn hơn. Lâu nay thì chúng ta hay nói về cái vấn đề là cho cần câu hay là cho con cá, nhưng cái quan trọng là khi chúng ta có cần câu hay con cá thì chúng ta cũng phải có động lực để người ta muốn cầm cái cần hay đi câu. Thì tôi nghĩ rằng là có những cái chính sách để đảm bảo cho người lao động là bảo đảm việc làm, chứ không phải là chính sách khi người ta bị thất nghiệp, hoặc là những cái chính sách đào tạo để người lao động khi mà người ta sau một thời gian người ta làm việc, người ta có tay nghề để người ta có thể chuyển đổi sang những cái công việc khác, chứ không chỉ là làm 5 năm, 10 năm ở một cái đơn vị nhưng chỉ biết làm một cái việc là may một đường thẳng chẳng thế. Thế thì sẽ rất là khó để có thể chuyển đổi công việc. Cho nên những cái chính sách lâu dài là những chính sách hướng tới đào tạo cho người lao động để họ có thể tiếp cận được với nhiều công việc và có thể chuyển đổi được công việc khi mà cái tình hình nó có thể thay đổi. Tôi nghĩ rằng đấy là những cái chính sách dài hạn và cần phải nghiên cứu một cách rộng mở hơn nữa. Dạ vâng, thưa bà, thì ngoài cái tình trạng là doanh nghiệp thiếu đơn hàng thì gần đây cũng có một cái thực trạng khác, đó là nhiều doanh nghiệp đang nợ đóng bảo hiểm xã hội. Và cái điều này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của người lao động, nhất là khi mà người lao động bị mất việc như là cái giai đoạn hiện nay ạ? Cái tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, thực ra đúng từ nó phải là chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Chúng ta không có cái khái niệm nợ, nhưng có lẽ chúng ta quen cái việc mà trốn đóng bảo hiểm xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngay cái quyền lợi trước mắt là cái quyền lợi của người lao động. Nhưng mà về lâu dài thì nó còn ảnh hưởng đến cả các cái chính sách an sinh xã hội chung của quốc gia. Chúng ta sẽ thấy những cái tình trạng là nếu như mà ai cũng nghĩ rằng cần lạm dụng cái chính sách thì người lao động cũng có thể là rút bảo hiểm xã hội một lần, rồi là người sử dụng lao động thì trốn đóng bảo hiểm xã hội, rồi các cái cơ quan liên quan thì có thể làm các cái giấy tờ nó không đúng hoặc là gây khó khăn cho người lao động trong cái việc là hưởng các cái quyền lợi đó. Thế thì cái vấn đề mà nợ bảo hiểm xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng trước mắt là người lao động, nhưng về lâu dài là cả cái chính sách an sinh xã hội của cả một quốc gia. Dạ vâng. Vậy thì khi mà đã rơi vào một cái tình huống không mong muốn, đó là bị mất việc làm hay là tạm hoãn hợp đồng lao động, thì theo bà, người lao động cần nhớ những cái chế độ nào mà họ có thể được hưởng để đảm bảo cái quyền lợi của mình ạ? Trước hết người lao động cần phải hiểu rằng là hợp đồng lao động là cái sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về cái việc làm có trả công, có tiền lương, có cái điều kiện lao động, có quyền và nghĩa vụ của các bên. Cho nên khi họ xác lập một cái hợp đồng lao động, nếu như cái hợp đồng đấy vẫn còn thời gian, có nghĩa là người sử dụng lao động phải đảm bảo cái việc làm cho người lao động, chứ không phải là vì cắt giảm đơn hàng cho nên là tôi có quyền là dừng cái hợp đồng đấy hoặc là tạm hoãn cái hợp đồng đấy. Nếu như vì những cái lý do khách quan hoặc là vì những cái điều kiện kinh tế mà bị ngừng việc thì người sử dụng lao động sẽ phải trả lương ngừng việc cho người lao động. Và trong cái trường hợp là vì những cái khó khăn đó thì chúng ta luôn luôn là phải thỏa thuận với cái người lao động về cái tình hình khi mà chúng ta thực hiện cái hợp đồng đó, và chúng ta có những cái giải pháp, ví dụ như là ngừng việc này, có thể là tạm hoãn, thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nhưng tạm hoãn thì nó cũng phải có lý do, có một số các lý do mới được là tạm hoãn hợp đồng lao động, và trong đấy thì có lý do là do cái sự thỏa thuận của hai bên. Và đã là thỏa thuận thì chúng ta cũng phải hiểu được cái quyền và trách nhiệm của nhau để làm sao chúng ta đảm bảo quyền lợi của cái người lao động. Nếu người lao động chia sẻ với người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động cũng phải chia sẻ khó khăn với người lao động để hỗ trợ cho họ, để họ có thể tìm được việc làm mới. Rồi hay là thôi việc hay là mất việc thì phải làm các cái hồ sơ thủ tục để người lao động có thể được hưởng cái trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một cách kịp thời để họ có thể giảm bớt khó khăn cũng như là đi tìm việc làm mới. Dạ vâng, thưa bà, thì hiện nay tại rất nhiều địa phương khi mà người lao động bị mất việc thì họ có thể được nhận những cái gói hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu đồng. Nhưng mà theo cái góc nhìn của bà thì những cái gói hỗ trợ này liệu nó có đủ để bù đắp những cái khó khăn mà người lao động đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay hay không ạ?
Nhưng tôi cũng đã trao đổi thì những cái gói hỗ trợ hoặc là những cái phần quà 500 một triệu thì nó chỉ là những cái chia sẻ động viên và hoàn toàn là rất khó để có thể nói rằng là có thể đủ để cho người lao động trang trải được các cái sinh hoạt hàng ngày. Cho nên là những cái mức hỗ trợ thì không phải là cái phần mà bù đắp cho cái tiền lương hoặc là cho cái thu nhập của người lao động bị mất hoặc là bị giảm trong các cái rủi ro trong quá trình lao động. Chính vì thế mà người ta đã phải xây dựng cái chính sách bảo hiểm xã hội là bắt buộc để những cái người nào tham gia hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên là phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội để mà có được cái nguồn thu nhập nó bù đắp, nó đủ thay thế cho người lao động trong những cái rủi ro trong cái quá trình lao động như ốm đau, như thai sản, như tai nạn lao động và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay là do thất nghiệp.